Và bây giờ là hướng dẫn sử dụng cân điện tử inox chống nước Super 6 anh chị ha. Đầu tiên thì chúng ta nên để ý rằng là cái cân đây là cân thủy sản chống nước, cho nên lúc nào nó cũng có hai màn số phía trước và phía sau như thế này. Cho nên là nó tiện lợi lắm cho những anh chị nào mà cân mua bán thủy hải sản á, thì phía trước là mình thấy, phía sau là khách thấy. Rồi, còn sử dụng cái cân này thì đơn giản như thế nào? Thì đơn giản như thế này thôi. Cân này nút mở, đây là nút tắt. Muốn tắt thì chỉ cần nhấn off, và muốn mở thì nhấn on. Thì trong thời gian mà khởi động cân á, thì chúng ta không nên chạm tới cái đĩa cân ha. Để cân cho nó khởi động xong hết rồi thì chúng ta mới cân hàng. Ví dụ ở đây thì mình có những cái túi hàng. Rồi mình đặt lên. Thì cái này là túi hàng nó hiện ra là 190g. Thì chúng ta ghi nhận đây là 190g. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy thì nhưng mà trong cân thủy sản á, cân hải sản có nước á, thì mọi người hay đặt lên một cái đĩa cân như thế này. Đây là đĩa cân mở rộng ha. Thì những đĩa cân này nó có mí cong lên thì nó chứa hàng hóa, chứa cái bịch cá, bịch rau và bịch thịt gì đó thì nó dễ dàng hơn. Và nếu như mà những hàng hóa đó có nước mặn, nó tiếp xúc thì tiếp xúc với đĩa cân này thôi, chứ nó không tiếp xúc trực tiếp với cân, thì làm cho cái cân nó sẽ bền hơn trong sử dụng thực tế. Còn khi mà đặt cái đĩa cân lên rồi mà chúng ta muốn nó trở về zero thì chúng ta bấm phím tare hoặc là phím zero này, bấm một trong hai phím nó sẽ trở về không ha. Rồi bây giờ nếu mà cân dung dịch đi, ví dụ đây dung dịch hóa chất màu đỏ, chúng ta muốn đổ thêm, có nghĩa là chúng ta không muốn tính cái trọng lượng nước ở đây nữa, thì chúng ta bấm một trong hai phím này, ví dụ đây mình bấm phím tare thì cân nó lập tức trở về không. Lúc đó là chúng ta sẽ đổ dung dịch thêm vào, ví dụ chúng ta để vào thì cái lượng dung dịch màu đỏ vừa rồi nó sẽ là 65g cái dung dịch mà chúng ta đổ thêm á. Rồi nếu mà chúng ta muốn đổ thêm một loại dung dịch khác thì chúng ta tiếp tục bấm phím tare, cân sẽ lập tức trở về zero. Lúc đó chúng ta sẽ pha chế những cái dung dịch khác nhau á, thì chúng ta cứ đổ thêm vào. À, như vậy là việc sử dụng cái cân điện tử inox Super 6 đơn giản như vậy anh chị ha. Nếu mà trong sử dụng thực tế mà anh chị cần thêm sự hỗ trợ nào thì anh chị cứ liên hệ nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình 0909 899 833 vậy ha. Kênh Tự Do Phát cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.